Trời ơi, đi học mà cô giáo bảo là em phải tả về con mèo mà em yêu thích thì đúng ngay sở trường của mình luôn đó, bởi vì mình có một cô bạn gái hết sức là cô ta luôn. Đây chính là bài tả về cô bạn gái con mèo mà mèo Tom yêu thích nhất nha. Con mèo mà tôi yêu thích là một con mèo có một bộ lông màu đen đẹp. Cô ấy có đôi mắt màu vàng luôn tỏa ra sự tinh nghịch và đáng yêu. Thân hình cô ấy nhỏ gọn nhưng vô cùng linh hoạt và nhanh nhẹn. Con mèo này rất thân thiện và thích được tương tác với con người. Cô ấy thường nhảy lên đùi tôi và chà vào tay tôi khi tôi ngồi trên ghế. Cô ấy thích được vuốt ve và ôm ấp. Khi không có ai chơi với cô ấy sẽ tự mình chơi với các đồ chơi của mình hoặc nhảy lên các vật dụng trong nhà. Nếu tôi đang làm việc trên máy tính, cô ấy sẽ ngồi cạnh tôi và tận hưởng ánh sáng màn hình. Tôi yêu thích con mèo này vì tính cách đáng yêu và thân thiện của cô ấy. Cô ấy là một người bạn đồng hành tuyệt vời trong cuộc sống hàng ngày và tôi rất yêu cô ấy rất nhiều. I love you. Nếu mà bạn cảm thấy video này hay thì hãy cho mèo Tom một like cũng như một subscribe nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Bye bye và xin chào và hẹn gặp lại. Hello.